Rồi, chị nào có chị nào mình coi em chưa ta, mình comment giùm em một chấm để em hỏi các chị nha. Rồi, ai mà mình đang coi thì mình chấm một chấm tương tác cùng với em nha. Hôm qua là đã có 10 chị chia sẻ livestream là được tặng 10 set tắm trắng trái cây của bên em rồi. Thì hôm nay thì sẽ tiếp tục tặng cho 5 chị nữa nha. 5 chị may mắn nè, chia sẻ like ở thật nhiều hội nhóm nhiệt tình cho em thì em sẽ dành tặng 5 set tắm trắng trái cây cho các chị đó. Cái set tắm trắng này là bên em độc quyền nha các chị nha. Hàng độc quyền duy nhất bên em có, nên là nếu mà mình muốn trải nghiệm thử á, thì mình chỉ có thể là chơi game hoặc là mình mua hàng thôi. Chị nào mà mình không có điều kiện mình mua hàng thì mình có thể vô nè, mình chia sẻ like là mình có thể được nhận trải nghiệm thử cái set tấm trắng này ha. Đây là tấm trắng từ trái cây của Thái Lan nha các chị nha, của Thái Lan. Rồi, sao cái cam phay mất rồi nhỉ?